Ngày 14 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, thực hiện yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2015-2020, kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng ủy Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở Y tế, nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, Đảng ủy Sở Xây dựng, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Minh Huân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Hồ Xuân Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế; Hoàng Văn Thế, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông bà Lưu Trọng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Thị Thủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Hà Mạnh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính. Trước đó, vào chiều ngày 13 tháng 8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bắt tạm giam ông Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Như Thanh. Ông Đinh Xuân Hướng từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Như Thanh, nhiệm kỳ 2015-2020. Trước đó, ông Hướng làm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Sông Mã. Công ty này là đơn vị từng thực hiện triển khai dự án Hạc Thành Tower ở thành phố Thanh Hóa. Liên quan đến dự án Hạc Thành Tower, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Đinh Cẩm Vân, nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa, ông Nguyễn Bá Hùng, nguyên Bí thư Huyện ủy Như Xuân, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa, ông Văn Xuân Hùng, nguyên Trưởng phòng Quản lý Công sản Giá cả Sở Tài chính. Cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Đinh Xuân Hướng.